Bạn nhân vật Ngọc An cái chàng là Hàn Quốc đó, nổi tiếng Cà Mau đó, là sạc hải què kể chuyện đó. Đây là Quốc, coi mặt cái thấy Quốc đẹp trai không? Này lộn mặt không có vậy, nước ngoài đủ. Đây là người chạy 40 cầu, chứ chạy xe đạp 40 cầu tới Bà Thiên luôn. Cái lộ về, chạy về. Đây là anh em với Quốc nè. Là gì? Môn lội. Bây giờ lội rồi, nó nghỉ lại rồi. Nghỉ lại luôn à. Đây là môn lội. Là bà con kiểu gì ta? Mẹ của ông Mung là chị ruột của cha ông Quách. Rồi, cũng như là anh em đó. Lên ngồi chơi nè Quách. Mày nè. Mày gần tắm lại kìa. Tao nè, đủ mẹ chút cho mày 50 ngàn. Là suốt cuộc đời đi học không bao dép. Đúng. Quách là suốt đời. Ra đường không bao giờ mặc áo luôn. Ra đường không bao giờ mặc áo, đi học không bao giờ mặc dép. Mang chiếc mộc phải không? Hồi đó thằng nào mang đi học mang chiếc mộc đó. Đó. Mang chiếc dép mộc hả? Mắc xe đạp, mắc chiếc xe đạp là chửi đậu mùa cuối sớm luôn, đậu lại cuối sớm luôn, mắc chiếc xe đạp. Anh em cơm đi cậu ơi. Bữa nay tôi ngại quá, tôi không có gì để. Rồi chừng nào đi Cà Mau? Anh em người ta hỏi kìa. Uống với anh Tấn ly kìa, anh Tấn kêu mày kìa. Uống với anh Tấn đây. Uống ly đi. Nhắm môi đi, rồi anh Tấn ơi, không cắn lưỡi. Nhắm môi tôi ăn, tôi lấy lại không cho ăn. Nhắm môi rồi, cầm ly cho anh thấy xong rồi đó. Đi đi. Uống ly đi, chạy mất cỡ hoài. Thôi nhân vật nổi tiếng tao uống mày cũng đi lon mà. Vậy hả? Mẹ, quắt vô uống kìa. Mẹ, quay nè, tay với mày. Má gì? Uống con đào ăn hai trái liền trời. Ăn cái này bà nổi tao mà còn lo không nổi nữa. Chứ thật. Vậy chút đây rồi tao lo cho mày. Vậy cậu cho mày mua lại đem lại có chút xíu. Vì chú có nào trong vòng cự ly là đủ khoảng 1 phút. Còn bún không ông Việt? Ăn đủ bún không? Bún mà này ngon lắm nè. Bún. Còn bún không? Sao bán hết sớm vậy? Tôi lo cho thủ. Ê, sợ thật. Thủ đây. Ở đây là gọi là nghe vừa tươi gì đâu không à. Ê. Dạ. Mẹ không biết. Làm như thiệt chứ. Sao á? Thằng Năng làm đi đây. Đồ với ông rồi lâu dữ rồi đó giờ không uống. Ông Năng vậy thì, nhưng mà một hớp được sao mà. Tôi thì tôn trọng ông rồi tôi kêu ông mà anh ơi chứ cho thật ông cũng làm tôi thôi ông nói tưởng tôi. Nhâm mời cái đây anh, nhâm mời cái ông Năng ơi. Ông đủ rồi đó rồi, ông chú rồi không dám mồi được đâu. Nào anh em thẻ ông ban học của anh tôi thì tôi đồng ý đúng không? Tôi nghe nói là xin lỗi ông bị buồn nha, là chứ là khó năng quá. Thì anh tôi là đặt vào gia đâu mấy ông học chung có gì đó đó, chung lớp cũng có gì đó. Ông thì lớn tuổi tôi lấy em cho ông Quốc ăn em không? Hết trơn rồi kìa. Ăn đi. Chút nó lại mà việc lấy nữa không có gì đâu. Tại nhà tao ăn bọc cỡ 50 kg vậy đó. Không quýt cái 30 kg nhãn nữa. Ăn đi. Ăn đi mà. Hết. Tao kêu muôn lại. Đạp mà đắng. Cứ ngồi đây. Bố ơi. Bố gà vô quăng bỏ. Ai mày à. Mày lại biết tội không? Quất. Má giờ mà còn hay quà. Bây giờ mày kiếm xuống thọn lên cho tao ơi. Đâu vậy? Về vậy? Về đủ mấy là giết mày chết luôn á. Tao bóp mày để chụp tao nha. Quá nó bật dậy kìa. Trời đất. Đủ quá, thằng này giấu xe đạp đó rồi kìa. Mà chửi quá, nãy nó dùm nó giấu xe đạp nó không? Đây vậy. Nó không ngờ ở ngoài đường mà nó mang dép nó chặn tối ngày không trời, ghê lắm thiệt. Chở đầu luôn rồi trời. Quá, nó trời thiệt á. Má ai cũng lắm, không biết trời.
bên đây. Ủa mẹ không lấy nhà nó chơi không? Mất mùi qua tới đây. Để lẽ vô cái con miếng. Thôi sao rồi nó. Nó cỡ quá anh ta nấu đậu cơm qua cái miếng. Wow. Không, anh chị. Tao có tiếng nấu. Mày ngồi bên bãi đó tấm lầy đó, tao quay quay vòng vòng tao mệt, tao mỏi tay quá. Ngồi góc bãi đâu đi. Ngồi góc bãi đâu đi. Tao ngồi tao quay vô, tao quay lại qua lại mỏi tay chống mặt. Nhậu rồi bà kia nó bốn năm. Ủa Hàn Quốc nó lại nào vậy? Ừ? Nó lại nào vậy? Nó lại cũng thời gian cũng hơi lâu rồi. Nó chạy như tấn mà. Nó chạy như tấn luôn. Đến trực tiếp như tấn luôn rồi. Vậy tao má mà Hàn Quốc nó hiền ngoan dữ heo. Công nhận. Nếu mà tự mẹ cái lòng mẹ người ta nó chưa mua ăn đâu. Mua lòng bể không kìa. Ê quá trời. Wow. Mua nào. Mua nào. Ông ngủ kia nhiều cái 4.000, ông Nguyễn kia nhiều ông Sát kia nhiều cái 6.000, ông Nguyễn kia nhiều ông Nguyễn gì ông Nguyễn Võ. Ai? Ông bán gà trai nhà em chơi, ông cho anh nấu. Mua gà trai thì không bán gà trai. Ông Nguyễn kia nhiều, ông Nguyễn ông gì ông Nguyễn Võ. Ông Sát kia nhiều, ta kia 6.000 hả? Ờ ông ngủ kia 4.000, ông Nguyễn kia nhiều, ông Nguyễn ông gì ông Nguyễn Võ là tháo ra bán luôn. Gì à? Á lầy lội hết sức nói kể. Má mới là được ra tù nữa. Mai thứ 6 rồi hả? Ừ. Ra tù rồi chạy nào là vô nữa. Vì mấy là quay hết từng nữa vậy nhanh cả. Hồi nãy á, ta đi là chiến cháy á. Đưa chóng bằng giọt mang qua thị trấn. Phô tư rồi, vô nó kia đó rồi. Anh ơi, 10 giờ gửi anh lại là anh bận quay dài vô cái. Ta thấy cái đường của tao tao bảo dạy đừng mà quần chạy đâu là tao mới ra bên thị trấn mà tao chạy về tao về nhà cái đi xe hôm nãy tao đi sớm về nhà đúng không nói taxi về nhà đúng không xe có thằng sĩ kìa xe taxi đó tao sẽ đi chợ kêu mà nhặt cái trường hợp đó rồi cái là tao mà điện mười lầy lại cái tao nhớ mười lầy mười lẻ ông bận quần dài tao đang ở dưới chợ mà chợ mới ông chạy về nhà ông bận quần dài lên tôi không chứng giấy được cái ai kêu mà lại chọc quần dài vô lại chứng xối xối nó chứng xối xối một cốc. Thì mày sao chứ đủ mẹ mà tao qua huyện tao đi với lãnh xe tao bỗng cục xới xới lộn không cái lịch sử đó người ta gặp ông Phương anh út nè không bây giờ vô cô em ngồi này kia mà hồi nãy là tao tính tao qua tao tao nhờ của ngu quá mày Long á Quỳnh Phê Long á là bạn học mày của tao tôi không có tiền mua quần dài bạn mày nói cái chữ mày thì chuyện đó thì bình thường rồi chứ mình nói cái chung chấn của mình á là số nói làm sao đủ chung. Mẹ mày phòng công an huyện bến á có bảo vệ luôn á cầm súng cày cày thằng nào không ông quần cục không vô vô không ông cục không vô vô hả quần cục người ta không dài không ông quần dài không vô vô bữa tao đi chiếc xe thằng Hải Dâm giờ hẹn giờ á đi qua xanh hả ừ qua tao lấy cái đó sao anh không bọng dài tao lên vô gặp Võ Tòng bắt cá sấu hả tao lại vô nhà gặp Võ Tòng cái là ờ gì anh vô đi vô đụng má về đây nó đãi được cái bấy nhiêu không ừ. Cái xe đó là bỏ luôn đó về đãi được nó 10 lon bia mấy đây chui có trái nào đâu mà tao cũng có được uống đâu thằng Quyết uống không với cái tấm lầy nó uống không biết mấy những chuyện nào đại đây là lâu chưa rồi ông lớn đãi tao đi lấy xe giùm nó à không có mặt có mày bởi không có tao mày má nói thiệt đại đủ mẹ ba ơi câu lại ba không có con nói gì mà không cãi không có tao bởi không có tao cái mày chừng ở đây nè tao đưa qua bển tao lấy nè 1:45 không có không có tao không có cãi nữa không có mặt tao ai mong mày đi mày chẳng vậy thì chẳng mày lại trốn lại quà mày lấy gói em chơi gói chừng đó hả một gói buổi sáng giờ nha bữa nay nhà mày có đám thì bà già mỗi nay có thu nhập rồi mới vậy đó bà già đâu à, phải đi bốn giờ phải lên bạn bạn này kia rồi bà già mày có thu nhập thì rình rình làm mày chôm vậy đúng vô có ăn cắp tiền nhà không mùng
sáng đường chăm bỏ túi mua đồ lặt vặt, mua đồ nhậu anh mẹ. À, được quá. Đại món gì, món gì muốn lại? Cái lạnh cái lụa anh em. Má cái lạnh cái lụa vô, giúp lấy lại miếng. Là có giờ có chưa là lại khách nghĩ sao làm gì chơi không? Là có nhà sống không? Có luôn phải không? Vậy là bà già tao mới đang bãi cặp bà đã tới tới. Cái lạnh cái lụa với rồi mày có ca không? Mày nó đủ đó, đọc kinh hát cái gì? Tao đâu đi đâu mà tao cá, nó mới gì? Tao cá, tao không đi. Bởi vì mày già tao đi rồi, mẹ tao đi rồi, tao không đi. Một ngày mày ngủ cái đầu rồi tao không đi. Chẳng là mày, mẹ mày không mời là mẹ tao, thì tao đi. Nhưng mà mẹ tao rồi tao không đi. Tỷ mẹ mày mời tỷ mẹ đi chung cũng được không? Cái con tỷ mày nó chỉ luôn à. Ừ, má, tỷ mẹ. Mua một trái một hả? Đậu mẹ ta cũng quen. Ta có quen. Họ nó bán chục gì. Mua một trái giờ cuốn á, cuốn. Có quen mua. Năm ba trái chục trái vậy. Mình có quen. Một trái con nhẵn là mình có quen. Mấy cái cành mình có quen. Đúng không? Đúng. Có chứng minh cũng đeo đây giờ. Ủa má ta có giấy chứng minh luôn à. Con không chấm tới vàng luôn đó. Giấy chứng minh là. Tao có giấy chứng minh tao có quyền. Tao có giấy chứng minh vừa có giấy chứng minh vừa có công chứng luôn. Đâu. Công chứng đâu. Phô tô nó công chứng công bạch. Phô tô công chứng luôn nè. Phô tô nó công chứng. Công chứng rồi đó, đúng rồi. Nè, một đó đâu nghe. Đó kìa, tao nói sai đâu. Ủa vậy mình dạy công chứng mình luôn hả ta? Phô tô như nhiều gì vậy? Mình thêm đẹp thì nghèo sư cô đó. Quá gì đó. Mà tốn nhiêu tiền? 10 ngàn. 7 ngàn. Mười lần rồi hỏi lớp thầy, à, mình kêu mày là vô hỏi nhiêu tiền mình là 7 ngàn. Má tôi 7 ngàn. À, nè, tại nè, mười lần. Móc 10 ngàn đưa, không dám lấy. Lấy đủ hết đập cho bắt đầu. Hỏi chục gì. Mày hỏi đi mày kêu. Mày kêu tao, tao kêu đâu. Một. Ngày vừa này bán xong chú. 85 ngàn. 85 ngàn là 12 trái. Mày sao? Ai biết mày. Mày kêu tao kêu đâu mà mày hỏi tao. Dạ bán anh trái anh bảo anh là 10 ngàn. Là to. Không có, không nói là anh buồn nha. Mượn chặt giùm luôn đi. Để vừa non cho nó lấy màu. Vừa non á. Rồi lấy nước đổ bỏ lấy màu cho nó thôi. Đổ nước bỏ đây hết đây, đây lấy màu được. Dạ, rồi. Nào không uống nước. Cuộc sống đập trên là xin nghe anh ơi. Dạ. Chạm cái chuyện. Alo. Ta giặt hai phát rồi được coi. Dạ mày. Ai chả thiệt non ghê không? Ta nấu thiệt thôi chả. Thôi đem trả cho. À, chơi kỳ vậy. Tắm đầy kêu mà. Không, tao kêu nó trả. Anh nào kêu nó trả. Đổ bỏ nước bỏ. À, không không uống nước, đổ bỏ nước ăn đi. Đổ bỏ nước đi lấy mậu anh. Ờ. Anh có ca để nước vô ca anh uống đi. Ừ. Đổ bỏ xong đi. Ok. Cái gì? Ok. Rồi. Anh bỏ ca anh uống đi. Rồi anh bỏ giùm em luôn. Em ba kia quê ở miền Tây. Má này không có bổ nữa gì, chẳng cãi giùm luôn đi. Mà cha chưa anh chân cậu lớn anh cãi. Bao kẹt mấy người. Không, không, mình tại em mình giỡn nha. Mình đang đi. Mình đang đổ nước cỏ lấy cây. Đúng quá. Không, anh chơi vui, không nghe gì. Không, anh thôi mày mắm quá chứ thôi mày. Dạ, nhưng mà anh buôn bán thì một trái anh có cái gì đâu. Dạ, cũng bán rồi. Anh em gọi tiền làm cái chơi anh. Cho. Dạ, em muốn. Làm cái đi, làm cái mát chơi mà. Thôi, làm cái mà. Một lần em muốn lắm mà lâu. Kỳ quá anh em. Làm hết đi, nó trang thành nó mệt rồi. Đúng rồi, cho đá mà. Làm cái cho mát chạy. Chạy đi nè. Không một cái thì. Làm cái để chạy vỏ cho nó ngon. Đúng rồi, chạy cho mát tay. Làm cái đi chạy. Uống đi uống đi, rồi bữa nào em dạ, tại vì mới sao chắc mình đi về không làm cái đi. Uống lại. Rồi em anh chơi lắm mà tại vì cái nói. Cho ông uống cái đi. Ông buồn lắm. Rồi giục bỏ con đi. Rồi cho em đi anh giục coi. Dạ. Hả? Hồi nãy lấy trái dừa lửa rồi coi. Đi đâu? Cho tao đi bán ông nội ơi. Cho tao đi bán đi khùng. Nó chơi nó bán. Dạ.
đừng buồn nha. Ơi, không có đây à, đùi giảm thôi. Trước nhậu lắm mà bệnh ở ngày rồi mới khám. Dạ. Bị ung thư cái gì anh? Ung thư hả? Phải thường xuyên này phải chạy ngày mới ngày em nhà đi có đám nè, mới mua qua 40 rồi, 75 ngày rồi. Rum lắm. Bây giờ cần ung thư đủ để đứng thân nó cũng chết. Đúng rồi, chết tiểu vậy đó. Bởi vậy đang nhậu gia đình làm ở bà kè đó ông chơi như ngủ kia nó sáng bác sĩ ngủ kia ở bà kè rồi vậy làm chi làm cái khang đi bán thẳng bán cũng được 100 triệu rồi nhậu hết 100 triệu rồi chết vừa rồi nhậu cỡ 80 thôi còn 20 cái mình để đem 8 nhé không để dành mua đất rồi nó chôn cái gì ngu quá vậy em chùa đụ mẹ bây giờ mày bán 100 triệu không mày nhậu hết 80 cho con mày 20 triệu còn á mày gần chết rồi mày gần rửa xe ra không có tốt mày ra được mình đâm đầu á đâm đầu vô nó bồi thường thì mày thì dư còn đâu mua bảo hiểm đi mua bảo hiểm nhân thọ á coi giờ mày ra mày lên những mày này nữa đó đủ má anh em cái gì vậy? Cái tiền nè là em của mùng mày nhậu không? Không nhậu đi xuống đây gì chi? Xuống đây nó có được hai chơi. Hút được hai rồi. Nè cái chai lô tôi nhắn tin tiền đỉnh nha. Ôi, để nó nhắn ra mày đưa mày là đủ má cái tiếng hồ mày mới trả. Cái gì hai em ở các lô kia rồi tao kiếm lại gặp sáng giờ. Cái gì? Ui nhá. Gì hai. Đã vậy. Ba bài thì mày được 14 ngàn, tại tao bỏ 14 ngàn mà. Đây, tao là hỗ trợ luôn, tài trợ thêm. Năm cha năm bả, tạm quá. 25 ngàn, cứ được hưởng 25 ngàn. Một bài 5 ngàn. Bài 5 ngàn. Một bài nhạc 5 ngàn. Một bài là 5 ngàn. Ba bài. Ba bài. Rồi ngồi xuống đi. Ngồi ca thấy không? Ngồi ca, ngồi đây nè. Ngồi đây nè. Đứng ca mà. Thôi ngồi sao dây nghe được. Ngồi đây mới nghe được. Ngồi sao mới nghe được. Ngồi đó sao quá à? Chứ ngồi đây nè mà thấy mẹ chơi luôn con cặc ngoài tới 17 ngày đâu mật ơi ừ. Lại đây ngồi nè chơi nhiều lắm chơi luôn 17 ngày mà lại đây ngồi nè 4 bài à ừ. Lại nghe ngồi đây người ta mới nghe chứ ngồi đây nghe 4 bài phải không 4 bài mới hết ngồi đây người ta nghe nè 4 bài lại đây ngồi nè kêu lại cái ông đại ngồi gần tao nè đúng rồi chứ đây nè lại gần tao mới nghe được con không hút cái ông đại trời trời hút cái đi không có tiền đâu à ngồi gần đời nè ông với thằng đời là cái gốc đúng rồi rồi vô không cho ừ, chạy đi mừng không mừng má mày cái hơi nó từ bên bệnh viện tao bên đây còn nghe đó đập vợ tao nó xanh nó mướn nó 50 ngàn gọi vợ cái đi mướn 50 ngàn tao nhưng mà thầy nói vậy người đỡ chứ thằng đó nhà xe gật gờ trên đường quanh bến đò ngang con sông nhỏ trốn ghê chưa em nhỏ nhỏ mong chờ hay quá đi người ơi rửa tay đấy đang ở đô thành này xe qua đám dỗ xinh đẹp đừng để lòng xa ngã để tha sao tấm đồ nghe mà đây thì nhỏ mọi em dành dụng từ lâu cháu anh làm lộ đi đường xa lên lớn coi mai mốt đây gần mặt đó là cao đụng cái ca như vũ bất cỡ sao ca ca tí ơi ca phải đứng lên ca chứ ngồi ca thì chạy lần lỡ lên đi đứng ca là được thằng nào vừa đi vừa ca không rồi, à rồi mày ca nhỏ quá sao người ta nghe ca nhỏ quá sao người ta nghe đi lại nó ngồi nè không được để uống cái thuốc đi mày chưa hết bán nữa thì mày tính đâu có thuốc này đâu có thuốc nắng ơi dấu mai đây đường đời xa xôi chiều trời trăng ở thành đô mà làm gửi về quê cũ bên người yêu em chờ đợi bao ngày đó lần nữa đó chút nữa xin em đừng để giả nghi dâu đèn đô thì ngọn xanh ngọn đỏ em vẫn chọn lòng cho đi thuốc đi em lại nhớ màn trăng quê mẹ vô hút cha cho hút mày tào lao dòng sông sâu ca nhớ là bên bờ nhớ con và phụ son ca cho hút nhớ người yêu chú con cho anh ăn học miền con một đời không dòng cũ đổi thay
yếu rồi, bên này yếu rồi. Đứng với cam mấy cái ơi, rồi hết bài chưa? Hết bài chưa? Hết bài. Có bài, bài có mấy ngàn. Rồi 5 ngàn. Rồi bài khác nữa thì lấy tiếp. Lấy tiếp. Được ca là ca hết 4 bài thì lấy 1 lượt không à? Lấy lượt rồi hả? Hết 1 bài, 4 bài là hết 1 lượt. Cái nãy mới có 2 câu à? Ờ, 2 câu à. Vậy là chưa hết nè. Mai vậy nè. Chưa đâu, 6 câu chưa hết. 6 câu, đâu có 6 câu. 6 câu mới câu bài. Câu vô cổ bài chứ làm gì 2 câu. 6 câu. 4 câu à. Đâu có 6 câu rồi à. 4 câu à. 4 câu à. Đủ lẹ đi cho tôi. Nhớ mà, lên 4 câu à. 6 câu à. Đủ mẹ mày, lan gì đẹp. Đủ mẹ mà bên vô cậu 4 câu chứ bên vô cậu. Cậu mẹ đi. Bây giờ vô giờ là vô cậu đây. Cái 4 câu nó cũng phải 2 ca thuộc hết ca. Cài lớn lớn lên đi. Lấy hết đó đó. Cài lớn lên. Cài lớn lên thằng đem cái thuốc hả? Mày hết đó. 6 câu mày lấy hết đó đó. Rồi cài lớn lên. Cài lớn lên. Cài lớn lên. Cài lớn lên. Thôi thôi. Thôi thôi đó vừa đi vừa hát không từ bệnh viện tới đây mà nghe nữa. Bây giờ là ngồi đó mà ngậm mà nghe. À, trời ông quẹt cái ừ quẹt con bú giá diễn rồi ca đâu được rồi đứng ca đâu thôi diễn ca đâu thì mười ngàn ngồi ca là qua cái đứng ca rồi ca diễn ngồi ca vô đi mượn ca cho được rồi vô đi đẹp cái gì là anh đã ủa đẹp nữa rồi câu thèm chưa mới phần nữa bạn à có lẽ họ đẹp một cái ngôi nhà cao cửa rộng nó đã nắm lên xa lên bên mong phải nhớ thôi chứ người con gái quê đỡ tay mày uổng công em thương nhớ đợi chờ con đò cô còn cắm sào trên bến đợi người đi có bao giờ trở lại với sông thương cái còn nghĩ đâu mẹ mơ đợi chờ cái lá heo vừa thao thầu trong cuộc dành ai nghe không trời rớt rồi đó, không ai nghe chân á rồi chân em đừng bận lòng mà chi mà mong anh còn đợi thôi mày đi lên đi em nội mày ca nhau xíu à đi lên luôn đi hả đi lên luôn đi ca nhau xíu à xíu hả ừ ca lớn ca sao ca gì ca lớn lên đi chứ đủ mẹ ca nhau xíu không nghe cái lộn nghe lộn chưa hả ừ ca nhau xíu làm đi rồi mới ca lớn nổi dễ chơi nha ca lớn nổi con đi ra chỗ ngồi luôn đi ngồi luôn vô ngồi nhậu luôn ca được rồi ngồi luôn đi đủ mẹ từ ở đây ra tài trợ chứ ca nhỏ nhỏ vô ngồi nhậu luôn ừ làm đi vô ngồi nhậu luôn ngồi nhậu thôi làm đi con có kìa làm đi con có kìa đi vô ngồi nhậu luôn đi ủa ngọt dữ trời làm đi nữa hả làm đi nữa kìa làm đi nó mới ca lớn nổi làm một ly nữa nè mày cầm bỏ đi em không cầm xuống rồi đâu không đưa con đi dục gì vô chợ đưa cho cậu mà cậu không chịu động chợ với chợ thôi con chợ gì mày ngồi xuống đi rồi ngồi vô nhậu luôn đi rồi ly nữa không ăn gì ăn bánh tét không té không ờ đụng má được cái bự mới chịu à cái nhỏ này. Cái bự ra cái bự ra bóc cái nào bóc một lần mà không lấy đụng má bóc hai ba lần không viên đội rồi ngồi đó nữa rồi kêu ngồi ở đây không ngồi ngồi đó nữa cái gió này chắc không muốn lấy tiền gì nè còn có ông ta sao không muốn lấy tiền đấy còn có ông ấy cũng cá đây ông nội cá đây ông nội cá lớn là quan á tao cho hết chứ mà ca mình ra nhỏ xíu là thôi gọi tao chạy tao chạy tao chạy tao chạy rồi ca biết là bỏ về luôn rồi bỏ về luôn rồi mẹ ngồi kìa. Đi đủ mẹ ngồi bắt cổ bây giờ lan em là dù cái đẹp nè anh chờ cha mắng mẹ anh đi hay đá lên đầu anh đi cho tình yêu chúng mình nó xơi một dĩa đầu vô. Vô 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 mẹ mày nhát quay nhát đi mẹ mày nhát kìa ca là bỏ đi luôn rồi lòng ơi dấu bay đây đường à. Đó.
ở sạch đô mà lòng gửi về quê cũ bên người thương chờ đợi đến bao ngày. Thấy chưa, hơi là vậy đó. À, à, vậy nó có 5 ngàn. Nó ca lớn vậy đó. Vô ngồi vô đi. Đó. Thấy không? Ê, 5 ngàn. Đó, ca vậy đó. Ca lớn vậy là 5 ngàn. Không có ca cho ông lấy. Mày đâu nghe. Rồi đủ má con mày á, tấm này mày đọc kinh này mày ối ra 10 ngàn đi. Nhưng mà tao mới ca, rồi tao chỉ đệm thôi. Mày mới đọc kinh kìa, mày đọc kinh này mày ối ra ngược lại. Đệm theo thôi, tao đệm theo thôi. Đệm theo mà. Thằng ở đây còn nhiều. Đó, mày 5 ngàn đó. Cứ mày 5 ngàn. Ông ca một câu cũng lấy 5 ngàn. Nè, ta hết 4 bài ông lấy hết nhiêu tiền đó. Tôi ngồi đây nhậu tới đây tới chiều mới cho tôi nhiêu đó luôn, khỏi ca. Rồi ngồi nhậu tới chiều cho tôi luôn, hết nhiêu đó luôn, khỏi ca. Giờ bố đi. Ăn hết chưa? Uống nước không ta, cho mới nước ly nước mía kìa, tắm lại. Tắm lại, lấy nước mía kìa. Tắm lại. Lấy ly nước mía cho uống luôn đi. Rồi, vô không? Đụng không vô là không đưa tiền đó. Ừ. Vô bản vô cổ rồi ông chậm bán hồi nãy ra phải không kìa bán không bán khác đi vô bán đấy đi quay bán cao hay không bán nãy ca hết chưa hết rồi 5 ngàn rồi rồi ông à, là 5 ngàn rồi đó rồi rồi ca bán khác phải không ừ tình anh bán chiếu đi chiếu hả ờ ke chiếu Cà Mau đó nhậm màu trên dòng sông ngã nhắm lộn rồi mày uống mẹ ơi đi. Phận gái 12 bến nước biết bến nào sông biết sông nào đục biết cuối hai mai một ngày con thực giá theo chồng tươi xanh mẹ đã nuôi con nên dốc nên hình sao nữa mời mấy mẹ có mang hoàng dương để cho một ngày con đoàn tay mai một đây con về làm dâu cho thiên hạ là cả cuộc đời trao trọn cho người ta để mẹ cô đơn che bóng tuổi già ai ồ a chén cơm từng chén cơm bát nước ờ vô đi uống miếng nước rồi mới vô được giống như đang hát mà khát nước lớn nhưng không được rồi cà lớn nhưng không được cà lớn nhưng không được cà lớn nhưng không được không ai giảo quá đi. Ờ, vô đi như thôi là mẹ đủ vui mừng vượt cho đến nay người ta thường nói giết nam giết nữ còn tộc nữ giết vô chứ con nào cũng chẳng là con trên tay giảm trên mang làm sao không thương cho được con của mẹ là nay là con người khác có biết được thương chiều hay cực khổ lông ở đông hiểu rồi đó. Có chồng đi ơi, ổng giờ không có gì nhậu cho kìa. Có chồng đi ổng cho hết rồi kìa, ổng có gì nhậu kìa. Rồi, ổng thì mọi anh em bắt nhát. Rồi à liêu vô ly nào nữa không? Vô ly. Rồi vô ly nữa kìa. Vô ly đúng mấy. Vô lần 2 ly mới chịu à chứ phải 1 ly không chịu đâu. Có chồng đi ơi. Ổng không có gì. Ổng rồi. Có chồng đi ổng không có gì nhậu kìa. Cho ông ca đi. Nào. Ông ca. Ông nào mới được. À cho ông á. Cho ông. Ca đi. Ông nào mới được. Ông ở Trần á. Mày muốn lấy tiền không? Ông ở Trần á. Mực. Mày muốn lấy tiền không? Cái tiền phải ca mấy bản, ca 4 bản hết đi hết chó. Từ nãy mày chưa ca được gì chứ. Ca nãy giờ có mấy bản rồi. Rồi, ta không chưa. Có được đâu. Nãy giờ 2 bản. Mấy bản? 3 bản gì ta, cha nội. Hai. Ba chưa có bản rồi. 3. 2 thì 10 ngàn. Bây giờ hát nhạc đi. 3 bản người ta rồi. Ê, 3 bản. Đủ má mày đi chạy. 3 bản người ta rồi. Chúng mày lên đi không được nữa, này mày khỏi lấy đồng bạc là mày lên không được nữa. Rồi, 3 bản người ta đó mọi. 3 bản tôi. Bây giờ hát nhạc đi, người nghĩ ca cổ đi. Thôi ca cổ à. Ca cổ mới được hả? Con không có thuộc bản nào đâu ca. Ca cổ. Bây giờ ca bản là bây giờ cũ à. Sơn Bạch Hà đây. Rồi Bạch Hà đây. Rồi, rồi cũ hát rồi đó đi. Nhưng mà đừng ca nhạc nha, ca nhạc là bộ mẹ ông nói chú sông. Rớt chú sông. Hát ca nhạc ông nói chú sông liền á. Biên cương lá rơi. Biên bà nội tôi, cương là con tôi. Hà là mẹ tôi. Ông nói chú sông liền á. Đừng ca nhạc lên cổ. Rồi. Em ơi từ việc tất gia lòng già mẹ cũng mừng lo đôi chút. Làm có nhọc mẹ vừa. Ủa? Hà xin lỗi cũ cái nha. Lòng bà Thu Hà mà. Ờ đâu
cá chưa hết. Đâu chưa hết bản. Chưa hết bản hả? Mình là bỏ nó một sơ. Giờ ông sơ đi. Lộn ai? Có lộn lạc ơi. Ông ca chưa hết bản. Lại có hai câu à. Lại có hai câu rồi chưa hết bản hả? Ai biết đâu. Là câu mấy kìa. Giờ giỡn Long Sơ đi kìa. Cá đã cá bán gì quá. Người đã trời nãy cá bán gì. Giỡn Long Sơ bà Thu Hà. Cá bán gì quá trời. Quá Long Sơ. Trời ơi bà thích. Con này gì á. Tầm 7 thì đi về. Coi đi ngủ mới lấy à. Ông ca đi rồi ông lãnh số tiền đó đi con ca không được rồi. Cao quên qua không được đâu. Bả đã ca không được. Bây giờ là quên không còn bản gì nữa. Bản nữa đó mà cao quên không được đâu. Bây giờ cái cậu ca còn lãnh lấy đi. Cậu ca lãnh bán chéo. Lãnh bán chéo. Lãnh lấy đi. Không được. Vậy là bản là dây chiếc Cà Mau. Dây chiếc Cà Mau. Sao không được. Sao không ghe chiếu Cà Mau đấy nhộm sáu cuộc rồi chứ bản gì mày thuộc nãy ca có bản gì nó quên thuộc mà tôi đóng đợi rồi con thuộc bản gì con cứ ca không ở thuộc gì cứ ca hả thuộc ở không mày làm kinh mày ơi giờ con thuộc bản gì con cứ ca ai gọi tên nhau chung ca đến đây làm dỗ cho mà tao hà đó rồi con thuộc bản gì con cứ ca là con được quyền lấy tiền con đem về. Khi hắn hắn bay về cuối đèo trời xa. Má, đọc kinh hoài luôn. Hàng thôi nhưng mà hàng là cũng thằng tiếng, cái thằng tiếng từ mùa này tới mùa kia luôn. Bây giờ trong đây có hai đường nữa lựa chọn. Một là 1.000, hai là 2 mấy ngàn. Ừ. Đó. Cho mày được quyền vòng quay. Mày thuộc bản nào mày ca đi. Sao lẻ đi lẻ đi hả em ơi từ về tất gia lòng già mẹ cũng mừng lo đôi chút người kia chuyện làm dâu có nhọc mẹ vừa thương vừa lo sợ trong lòng nữa nè lòng mẹ làm dâu nó nửa đời nên mẹ biết tay đắng cầm bề nước mắt trang côm người quá thương chồng hết lòng chiều chuông đi đứng quan thai nói nâng cho nhỏ nhẹ gớm lắm em chồng con nó mai mía nâng lời mẹ ơi gái lớn lên là phải theo chồng con biết chỉ nhưng lòng lo sợ lòng thương nhớ mẹ từ cô gian lao đến đâu em cam chịu không biết rồi đây mai buổi trong đời sao nữa là nhà điệu chứ cái bài mà cái gì à? Bài gì nữa rồi? Giờ không cứu. Vậy là cứu lấy hai thì mình đi. Rồi coi. Một bản nào đó không? Thì tôi bản nào tao không lấy nữa. Là nhà điệp. Cứ bản 5.000, bản 5.000. Tới bài là nhà điệp. Là ở đây ngồi vui ha. Vui. Cậu má nó chuyện tào lao mày cậu đi như cậu cứ ca đi là giữ cái hơi của mình đúng không giờ mình cứ đánh với lại chứ cái cũ cái ca cái hơi cũ đúng rồi mày ca mẹ đi mày ca mẹ đi mấy cái này khô nãy làm ngọt quá không ta ừ không phải là khô nó khô ấy mà ngon không phải chịu khô cá bán gì khô khô cá chỉ gì nãy làm của con cái gì ăn hay là trộm đôi thuốc đi bản gì quên đừng quên ta bản gì
Ủa rồi cái bản mà vô cặn đường xuân không ta? Em ra đi khi gà chưa rồi xem. Mắc lẻ hả? Mày suy nít đi, mày suy nghĩ bằng gì mà ca lẻ đi, đủ mẹ hết thời gian rồi. Tại nó cho mày phút 30 giây à. Mày lố rồi. Tranh thủ lên, giờ đưa đi trước 2 ngàn đi. Bây giờ hết mấy bản rồi cho hết cái đó. Cho mấy bản, cho hết cái đó. Thì mày thu bao nhiêu là con đi. Là có thêm luôn. Hả? Có thêm luôn cũ rồi. Có thêm luôn hả? Thêm luôn. Thêm được. Đấy. Đó, cũ khả năng cũ ca được bao nhiêu? Mày đi mạnh á, một tí. Cứ một bản là 5 ngàn. Có 20 mấy ngàn. Một bản là 5 ngàn. 30 ngàn. Nãy giờ là chút lộ tính ra 30 ngàn rồi. Bây giờ cười hết, cười được rồi. Cười được rồi. Cười được rồi. Hai mẹ. Giờ cười hoài đi. Cười đi. Lớn nha. Cười hoài đi. Thôi mình khỏi ca. Cười tăng rồi kìa. Giờ thôi bán gì? Khỏi hát nữa. Khỏi hát, cười đi. Cười đi. Cười đi. Cười đi. Hả? Vậy là khóc đi. Cười đi, cười. Cười khóc đi. Giờ mày cười đi, ca. Trời ơi trời. Bà nội ơi, bà nội đang ở đâu rồi? Nè, con chết rồi. Cười phải không? Cười đi. Mày cho nó bật áo, mày lòng áo mày cho nó bật đi. Vậy cười đi. Trời ơi, bà nội ơi. Nhớ bà nội. Chồng ơi. Vậy? Không, mà diễn mà diễn chuyện này. Tài hát rồi, lấy cái đeo gì vậy? Diễn đủ thôi, mà cho nó nghĩ vậy ngắn, cho nó diễn xích. Cười kìa. Cười đi. Cười. Kêu. Cười liên tiếp kìa. Cười đủ mẹ, cười thứ cười bên bệnh viện á khùng. Cười gian hơn thằng gian. Có con bạn tên Gian. Cười gian hơn thằng gian, con bạn. Cười thứ bên bệnh viện á. Cười. Với mày này nó lấy tiền. Là con. Tao lấy tiền. Ừ. Tao không mày lấy con nữa. Chút xíu nó cười tao cho nó nữa. Dạ. Mày tao mày cười. Cười đi, cười tiếp nè, cười nè. Con cười hay quá. Cười không? Cười nè. Chơi luôn. Cười cười hay lắm con. Chồng. Nè. Hay quá con hết luôn đi. Mày hay quá con hết 25. Ô vô hậu. Tao giống thôi nè. Có tay không? Còn. Tay gạn. Tay gạn cười tiếp cậu la ngày luôn. Rồi, đó luôn. Má nó bụng quá. Cậu ra ở này. Rồi. Cho tao chương trình và chương trình tính đến làm hết. Vậy thôi. Tại vì kêu ông cười mà cười đâu đợi nó tu thì trả lời cho đi á. Ca thì ca dở. Trời ơi. Trời không có chừng 10 ngàn đi đóng lại. Còn cái gì? Má cho ông lại đi được rồi để rồi. Không một chút á. Ta cho nhưng mà không có gì. Mày cầm. Mình để rồi ấy. Cười đó rồi. Cười không? Cười không? Cười kiểu mình kìa, mình chưa. Cười đi. Cười văn nghệ, cười giao lưu, cười không lấy tiền. Cười nè. Cười giao lưu, cười văn nghệ, cười không lấy tiền. Cười gãy cái răng gãy nó cũng lên, cũng nó cười hoài. Nhưng đó là không lấy tiền mà bỏ người ác luôn đó. Đúng rồi. Đây nè, bỏ đi. Cười không được, bỏ cho mình. Ừ, phải nói là sao ông phải cười được cái đó hay là ông trả thêm một bản gì mà theo tôi nghe được tôi trao hết cái phần thưởng của tôi là cho ông. Đúng rồi đó, chơi đẹp luôn, lên đấu trường trăm nhá. Ừ. Thắng là được lãnh hết. Ông ca một bản gì hay nhất tôi trao phần thưởng của tôi lại cho ông. Phần thưởng của tôi nằm ở trong đây nè. Xin không với ông nội. Móc cái gì? Móc đây ra nè.
Trời ông ơi, ông đi ông nội. Quá. Đây ngồi. Ủa gì con? Ờ, cho mấy lấy này đi. Bạc làm như giấy, muốn xếp đâu xếp mới dùng đâu. Nhưng mà coi người ta cười lấy tiền mà. Coi được không? Em mất phải học cái cười nè. Đó, cười như vậy mới lấy tiền người ta. Cười mà cười không biết cười sao gọi là cười. Đúng không? Đó. Nhưng mà bữa nay là cái cho tao ngang bản rồi mày lấy hết luôn. Cá bán dùm luôn nha. Hả? Là cá tao ngang bản rồi mày lấy hết luôn. Cá lớn nha. Cá lớn hả? Ừ. Là cầm tên đi. Lấy gì cho thằng Hoàng? Thì là cá sao rồi cá? Ừ. Mày muốn bán gì mày bán rồi đừng cho chung chứ ai bán nãy rồi. Dạ, cá lớn rồi nha. Cho ông lấy tiền luôn đi. Tôi cười đúng hồi đó lấy người nó khổ cho mày đồng bạc luôn bây giờ. Không cho ông một đồng luôn á, là ông là tay tay trắng luôn. Ông cười hay quá thôi, ông nói cái chuyện đó tôi còn khỏi ca. Tôi lãnh rồi nhưng mà tôi vẫn trả lại. Vậy thôi, tôi vẫn trả lại thôi, bình ơi. Bây giờ hết cái cao gì rồi. Đây. Bây giờ tôi hết cái cao gì rồi đó. Rồi bây giờ hết cái cao rồi bạn gì vậy đó. Đâu lỡ cao bạn gì nha. Lấy tiền này đưa cho ổng đi nè, để ổng đi tội nghiệp đó nè. Đi gọi cho hồi trả lời nè 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 áo quẹ ơi nè. Tấm này thôi hả ừ đi thôi ở nhậu chơi đi nha. Rồi đi đi, rồi mình cũng kết thúc chương trình ở đây luôn. Đây. Hải Từ Thiên. Rồi, cái sầm đó. Kìa. Ờ, tôi mua cái hộp này. Mua với cái ba cục cola gì nè. Là năm phải không? Mẹ cầm con. Hải què. Chiên vụ con nít. Lấy giùm chưa? Cái gì nữa? Cái nào nữa? Thôi đi chị ơi, chị muốn ăn gì chơi gì mua ba đồ chơi không à. Mít mà. Còn có gì nữa đâu. Thôi đi, vô. Mua gì nữa không? Mua gì nữa không? Quay Hải. Bán. Quay Hải lên mạng cái gì? Ờ. Rồi đủ máy lên mạng vậy, coi cái máy này cho tiêu. Quay tao cái gì trời. Nổi tiếng. Cái này là bán gì? Mua về cho ai chơi? Group B á. Mua gì cho bà bạn? Ờ mua gì cho bà bạn? Chiều nay bà đi đám nhà bà Nguyệt nè. Dạ mẹ. Bà nội vậy á. Đồ group B. Chỉ cái này mà phải cái này đâu, anh là cái này đây đó thì cái đường quay cái đó nó đang chơi hỏi 5 ngàn luôn nha. Thôi con 5 ngàn làm gì đây là cái này cái nào là bán nhiêu? 500 5 ngàn luôn mày mấy 500 cái gì? Ủa ai cái hình xếp 5 ngàn hay gì? 5 ngàn đúng không? Lấy con cái màu đỏ đó sẽ làm khó cho hoài ta. Đó là cái gì vậy? Đậu xếp, nó xếp, chào đó, mình đi chơi hay lắm. À, lại nhiêu tiền nha cái đó? 5 ngàn. Đâu, 3-5 cái thôi, để tôi xếp thử đi. Đâu, cái này mà nhớ, cái đó không trả.
để cho con lửa màu nó về coi. Muốn lửa màu cam á, có màu cam không? Rồi chết mẹ luôn rồi. Cam nè. Cam lửa mình đang có màu vàng, cam đâu. Mày mua để mày mua chiếc đi du lịch mày chạy ngon hơn nữa, chiếc mô tô đó. Mô tô này nhiêu vậy, mấy nhiêu? 5 ngàn. Chiếc này 5 ngàn. Mua về xài mày thôi. Thì mua chiếc mô tô này mày xuống bờ kè mày nhậu đây, cái mày kia nó đợi đông rượu cái nó chạy đi để mẹ mày mua con chó gì. Cái đó 5 ngàn là 3 ngàn, bán không? Không. Rồi có tiền đó kìa, nhiêu kìa, có nhiêu về tiền kìa. Cái này bán nhiều. 500. Không màu cam là. Đừng có màu cam rồi mua cái mới được. Làm như má có để xúc ra, má có để trong bọc con cái bọc xe cái nữa. Cái này còn màu cam không? Một cái ba cam đó mà chịu mua. Ba màu lần. Còn nước không không? Bán đồ nít tội nữa rồi. Xin giới thiệu, đây là chiếc Classic của Hải Què, Hải Là Thiên, chiếc Classic đó. Xe của quắc đó, đủ quá, mày bài mày hái đi. Đi đâu ứng đó. Vậy là con nhớ con xe con là chú lệnh luôn rồi đó. Ê, cho Út thử 2 phiếu coi. Thử đi em. Út gửi 2 phiếu đi, thầy là trả sao. Tú Út 2 phiếu luôn rồi. Tôi chơi luôn rồi. 1 phiếu ngàn phải không? 2 ngàn. Phiếu ngàn cái gì? Ừ. Nè, tại Út 2 phiếu rồi, đó là 2 phiếu anh. Mày biết chơi này không? Theo hình này nè. Để thử. Làm dưới trời. Nó gấp được. Gấp không đổi được. Cuối gì? Trời đụng mà Việt Nam mặt rồi sang bên. Mày rút vô Hồng Loan chứ vậy? Mình nhật nhờ. Không có thì thôi, làm dưới vậy. Chắc có quẹt chứ có tiền. Mua mua 2 phiếu chứ làm như vậy. 2 phiếu này có hả? 2 phiếu hả? Cây xúc xích thôi con. Động người ta ra hình cái thằng được cửa nào, cái thằng nào vậy đó, thấy vậy? Thằng này là nào vậy nè? Nó rút được thằng nào kìa?